Rồi bạn. Là Hồng Nhung đến từ đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn học cái môn này bao lâu rồi? Mình học cái này từ 20 năm rồi. Bây giờ mình trả lời sự thật này ha. Có bao giờ bạn thấy được cái tai nạn nào của cái môn của bạn theo đuổi chưa? Không cần thấy, đây là một minh chứng rồi. Là sao đây? Là bị té mà cày mặt xuống thảm và ngất xỉu luôn, không biết gì hết. Nó là khoảng độ cao bao nhiêu em? Nó cũng khoảng 6 mét. Xảy ra cách đây bao nhiêu năm? 5-6 năm. Sau đó rồi em có bị hoang mang, em lo sợ, không dám lên đó? Hay là kiểu mà em vừa xong là em lên là liền? Té xuống là cũng không có nhớ gì hết. Nên là bây giờ về ký ức của cái vụ té đấy là không có nhớ. Mất tiêu luôn. Tôi kể quý vị nghe là tôi cũng có một cái vụ như vậy. Em chạy xe em bị giật đồ và em té, em đập thẳng cái mặt xuống đường. Lúc đó ngồi dậy bình tĩnh lắm. Sau đó cái người thân mới đưa vô bệnh viện. Xong cũng ngồi bình tĩnh lắm, ra cũng hỏi người thân, tôi bị sao vậy mà cứ vậy đó. Tôi bị sao vậy? Ủa sao tôi ở trong này vậy? Xong em về nhà anh Sơn có biết là sau khi em hồi phục xong, em không có một ký ức gì về cái chuyện em té xuống đường. Hên quá, phải chi mà anh cho em mượn nợ, em quên mất nợ của anh cho mượn này. Thôi chuyện ha, mỗi lần may cho em mượn chút xíu vô. Bỏ đi ha, lát về cho bộ té cái quên rồi.